Thưa quý vị, một khối không khí lạnh mới đang di chuyển về phía nước ta. Trong đêm nay và ngày mai, cùng với ảnh hưởng của khối không khí lạnh, còn có thêm tác động của hội tụ gió trên độ cao 5.000 m di chuyển từ Lào sang. Vì thế, ở miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và cả hiện tượng dông mạnh. Sang đến trưa và chiều mai, khi đã nằm sâu trong khối không khí rét, miền Bắc mưa sẽ giảm nhanh, trời khô ráo và không còn hiện tượng nồm ẩm nữa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ giảm đi từ 4 tới 6 độ so với ngày hôm nay. Các tỉnh thành phố, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ hạ xuống dưới 20 độ. Còn tại khu vực đồng bằng, nhiệt độ hạ xuống dưới 22 độ, trời chuyển rét. Các tỉnh thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn từ 21 cho tới 24 độ. Chỉ riêng Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ cao từ 23 tới 25 độ. Khối không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến miền Trung. Đêm nay, không khí lạnh chớm tác động đến Thanh Hóa. Gần sáng và ngày mai, nó sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống tới tận Thừa Thiên Huế. Di chuyển tới đâu, khối không khí lạnh sẽ gây mưa và làm giảm nhiệt tới đó. Đồng nghĩa trong đêm nay và ngày mai, suốt một dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm còn từ 21 cho tới 24 độ, trời rét về chiều. Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 25 tới 26 độ, chiều và tối trời cũng chuyển lạnh. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ngày mai chưa có tác động của khối không khí lạnh, trời nắng ráo, nhiệt độ trong khoảng 29 đến 32 độ. Không chịu tác động của khối không khí lạnh phía Bắc, miền Nam, Tây Nguyên ít mưa và trời tiếp tục có nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ từ 30 tới 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, tại các tỉnh miền Đông, tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao từ 34 tới 36 độ. Tại miền Tây, nhiệt độ từ 33 tới 34 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8 khiến cho biển động. Sóng biển cao từ 1m50 tới 2m50. Từ ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét. Từ chiều mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8 khiến cho biển động, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.